xin ông nội ở nhà đắp lèo dưa leo cho con. Rồi, sao cái này nó xúc ra rồi. Đắp cho chị nằm thẳng lên. Động viên nó, cờ tì tì, thẳng hào. Em tiếng quá. Động viên nó. Em nhắm mắt lại nha, sàng sâu, sàng sâu. Sàng sâu. Em cười ra nhét cái căn người ta thấy hết rồi. Tay phải dài. Mắt lại nằm im, béo tông lên. Tay phải dài. Hả? Xin thì mấy xin liền. Cho này xí liền, nó mấy xí liền. Không tiếng nha. Béo tông là. Béo tông. Của giao tông. Không có gì nữa. Không nói gì bà. Bà chào vì tới chào mà. Mấy giờ là. Tôi nói sao rồi. Đi tiên tới đây. Bà con ơi, làm đẹp đó. Hai đứa này xong giờ tới phiên mình. Hello. Chào mọi người đi con. Nằm im nha, để cơ cơ làm mẹ nha. Cơ cơ làm đẹp cho mẹ nha. Đừng có nhúc nhích nè. Nhỏ
ngậm cái miệng lại. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt ngủ miếng đi. Nhắm mắt lại, sàng sô. Bây giờ tôi sàng sô không được, tôi phải bị thi áo lần. Bộ hoa này cay mến bê à. Hẳn lệnh hay u cay? Hẳn lệnh hẳn lệnh. Để hẳn lệnh mấy quan chi? Bây giờ chẳng hoa là mến bê cay sẽ cho hào lờ. Đi lệnh thông bây giờ lên lại à. Tôi à, xây xa chào. Cơ cơ tay ba ngộ phu lệm. Nhắm mắt ngủ đi sao. Ở phẫu xem thôi. Ôi là nhìn chín mi sợi cho hào lần. Này nhìn chín mi sợi lại. Nhìn chín mi sợi cho hào lần. Mi sợi siêu xị. Sao bây giờ lên qua. Qua tập với chị. Hay là mi sợi cho hào. Cái này hãy vô liền cơ là cơ cực. Không bạn ơi. Đi cơ cho họ là cái này xa. Cái này khen xong lại à. Hãy vô mà, hãy vô tô mà. Không, cơ là cơ cực. Tô mà, tô là bù cái tí tí. Tí bây giờ tông là dành trên mi sợi xong xong. À bây giờ tông là mày mê hả dùng à. Nhắm mắt lại. Ngậm cái miệng lại. Em Pi Nói ăn. Đó miệng ăn. Đút ăn luôn. Vừa đắp mặt mẹ vừa ăn dưa leo. À, trời ơi, ba cái mặt vậy là một trái dưa leo á mọi người. Ba trái mặt là một trái dưa leo rồi. Bây giờ mấy má con mình nằm đi. Hưởng thụ chút nha bà con. Ok, bye bye. Đấy.